Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp sống kinh doanh của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về thị trường kinh doanh đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, những đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn trong lĩnh vực y tế, sự thiếu hụt về nguồn lực bác sĩ, lao động trong ngành nha khoa vừa là cơ hội và cũng là thách thức cho bất cứ đơn vị nào tham gia vào lĩnh vực này. Tuy nhiên hiện nay với đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản và sự xuất hiện của các loại máy móc hiện đại, nha khoa Việt Nam đã có những bước chuyển mình đầy ngoạn mục. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, hệ thống nha khoa Sài Gòn đã từng bước trở thành một trong những địa chỉ uy tín được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Để làm được điều này, Trung tâm Nha khoa Sài Gòn đã luôn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cập nhật xu hướng nha khoa, chỉnh hình tiên tiến trên thế giới, xây dựng hình ảnh nha sĩ chuyên nghiệp và thân thiện, từ đó tạo ra sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại trung tâm. Ngoài ra, nhờ sở hữu được đội ngũ nha sĩ có tay nghề cao, chính sách bảo hành tốt, mức giá phù hợp cùng với hệ thống hơn 15 cơ sở được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh, miền Tây Nam Bộ, miền Trung Tây Nguyên đã giúp nha khoa Sài Gòn gia tăng lợi thế cạnh tranh và chinh phục được hàng triệu khách hàng trên toàn quốc. Định hướng của hệ thống nha khoa Sài Gòn đến 2021 thì sẽ phát triển thêm vài chi nhánh tại khu vực các tỉnh miền Tây, Nam Bộ. Cái thứ hai nữa là áp dụng công nghệ kỹ thuật với trang thiết bị hiện đại, với công nghệ cải tiến, nhất là những dòng công nghệ châu Âu, nhất là những công nghệ của Đức và của Mỹ. Với định hướng phát triển bền vững, vừa qua, hệ thống nha khoa Sài Gòn đã vinh dự nhận giải thưởng top 12 nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi. Đây là động lực to lớn để trung tâm phấn đấu hơn nữa, trở thành sự lựa chọn hàng đầu, mang đến nụ cười khỏe đẹp cho tất cả mọi người.